Đấy các bạn thấy này, cái việc mà xem video ở cái chương trình này rất là tuyệt vời. Đấy, cái xem rất là nhanh, các bạn chỉ việc là chờ cho cái đồng hồ chạy đến cái hòm nhà riêng ở đây và cái hòm riêng bên này là các bạn đã kiếm thêm được những cái hòm riêng cho mình rồi. Đấy, công việc rất là đơn giản. Và đấy, các bạn thấy là cái đồng hồ đang chạy đấy. Khi mà đến cái chỗ này, tức là các bạn đây nó có cái cách là xem video vừa xem vừa kiếm tiền rất là đấy, ta được thêm một cái riêng nữa rồi. Đấy, chỉ việc là xem video như thế này là các bạn có tiền thôi. Đây là những cái video hài hước rất là hay. Đấy các bạn xem trên này này. Đấy, đấy xong rồi cứ kéo đi như thế này là được. Đấy các bạn thấy không? Nhìn ở cái thanh đồng hồ ở đằng dưới này đang chạy đây này. Khi nào nó chạy đến cái phần này, nó có số giây quy định. Đấy, như thế là ta đã được thêm một cái riêng nữa rồi. Và hiện tại là đã được thêm 17 cái riêng rồi, cái hòm rồi. Tí nữa ta sẽ mở xem là trong những cái hòm này là có những cái gì ở trong này nhá. Đấy, điều này là có rất nhiều rồi. Ta cứ chờ thêm tí nữa xem là thế nào. Tí nữa giờ ta sẽ mở. Ở cái chương trình này, tôi đã giới thiệu với mọi người một cách là ta đã đăng ký tài khoản để ta kiếm tiền. Ở trên này là tôi đã rút còn lại là 2,83 USD và bên này là có 1.550 Club Coin. Cái công việc đơn giản của ta chỉ là việc là ta tải cái app này về, ta cài và sau đó ta xem video và ta giới thiệu cho mọi người biết về cái app này. Tức là có hai cái hình thức để kiếm tiền, ta xem video là ta kiếm được tiền. Và cái cách thứ hai là ta giới thiệu đến anh em bạn bè bằng cái link mà ta chia sẻ thì mọi người tải cái link cái app này về qua cái link đó hoặc là người ta tải cái app này về ở trên cái CH Play sau đó nhập cái mã Zalo của các bạn vào thì các bạn cũng sẽ được tính là một lần cài đặt và các bạn cũng sẽ nhận được cái số tiền thưởng nhất định. Đấy, đây là một cái chương trình rất là hay rồi. Đấy, lại được nhận thêm một cái riêng nữa rồi. Không biết là tí nữa có những cái gì thì tí nữa ta sẽ cùng mở xem. Đây là cái app xem video kiếm tiền cực kỳ hot trong cái năm 2020 này và cực kỳ kiếm tiền rất là dễ. Tức là ta chỉ việc là xem video để kiếm tiền thôi. Tức là những cái lúc mà thời gian rảnh rỗi các bạn chỉ việc lên đây các bạn xem và các bạn kiếm tiền, như thế là tuyệt vời rồi. Đấy các bạn thấy đấy. Rất là tuyệt vời. Cũng không mất cái gì mà những cái video rất là hay. Rồi chờ kiếm được một cái dương nữa rồi sau đó chúng ta sẽ mở nha các bạn nha. Xem là hôm nay chúng ta sẽ được bao nhiêu tiền. Các bạn lưu ý là khi các bạn cài đặt cái app này vào thì các bạn nhớ phải nhập luôn cái mã Zalo tôi để ở dưới cái phần mô tả của video và cũng để ngay trên cái màn hình cái mã đấy. Khi các bạn cài đặt nhớ là chúng ta nhập luôn cái mã đấy vào. Còn nếu các bạn để sau, hôm sau các bạn mới nhập là các bạn sẽ không có tiền đâu. Và phải nhập theo cái mã của tôi mà gợi ý để ở dưới cái phần mô tả thì các bạn mới có tiền. Các bạn lưu ý là phải như thế. Cách cài đặt thì rất là đơn giản là các bạn lên CH Play các bạn cài cũng được. Tải về sau đó là chúng ta đăng nhập bằng cái số điện thoại của chúng ta thôi. Rồi chúng ta điền cái mã Zalo này vào thì các bạn sẽ có tiền. Các bạn có thể xem lại cái video mà tôi hướng dẫn. Cái video này tôi cũng để luôn cái link ở dưới cái phần mô tả để các bạn tiện theo dõi nhé. Rồi ok, như thế tuyệt vời. Thì bây giờ ta thử mở xem có được cái gì không nhé. Đây ta mở vào đây. Đây các bạn nhìn thấy là ở này có rất nhiều cái ưu đãi mà tôi đã mở được ở trên này. Bây giờ ta mở từ cái chỗ này nhé. Open ở chỗ này xem nào. Xem ta được những cái gói quà gì đây. Đấy. Chà, được 1.000 Club Coin. Tuyệt vời quá. Ui chà, được 1.000 Club Coin. Tuyệt vời. Mở tiếp. Được, cái này là ui, tuyệt vời rồi. Như thế này là quá tuyệt vời. Lại được 1.000 Club Coin nữa. Đấy, ui chà, quá tuyệt vời. Ui, những cái phần thưởng quá tuyệt vời luôn. Đấy, ta cứ mở hết ra. Đấy, một số cái trong này là gần đủ điểm rồi, ta có thể là sẽ được mở. Đấy, 10 trên 100 trên 120, 96 này, 10 này, 8 này. Gần đạt đủ điểm. Ta nếu mà đủ điểm là ta sẽ mở được những cái ô này. Bây giờ ta sang tiếp cái ô bên này xem thế nào nhé. Đây, bên này. Đấy, 300 này. Rồi cái này là nhân với 23 này. Đấy. Ui nhân 4 này. Rồi nhân 4 này.
Thế này quá tuyệt vời. Đấy. Ô, tiếp tục. Vẫn còn. Ta mở tiếp này. Đấy. Ô, được nhiều. 50. Ô, nhân 6 cũng được. 50 này. Rồi, 50 này. Nhân 5 này. Rồi. Những cái ô này được rất là nhiều phần thưởng. Đấy, như thế là được 5.000 club coin rồi. Tiếp tục ta mở sang cái ô phía bên này. Xem ta được những cái gì. 100. Một trăm này đấy. Rồi tiếp ta mở hết phần này, ta còn cái phần open bên cái giường gỗ bên này thì ta kệ, ta không mở nữa. Ta mở được cái phần bên này, ta xem là được bao nhiêu là phần thưởng đấy. Rồi tuyệt vời. Rồi chưa chưa hết, vẫn đang còn. Cái này từ cái việc xem video mà ta kiếm được đấy các bạn ạ. Đây, xem video là ta kiếm được rất nhiều các cái phần thưởng, các cái hòm như thế này. Trong hòm được rất nhiều các cái phần quà. Đấy. Rồi, thế. Một phát này. Đấy, ta cứ bấm vào cái hòm này ta mở hết ra nhé. Rồi. Còn cái phần này thì đây là cái hòm gỗ thì nó cũng không được nhiều mấy. Thôi tôi không mở nữa, để càng được nhiều cái hòm gỗ này thì ta càng được nhiều các lợi ích thì hôm sau ta mở tiếp. Đây dưới này là ta thấy là đây 138, đây 100, đây 10, đây 8 cũng gần đạt được nhiều cái lợi ích rồi. Mà nếu không thì bây giờ ta mở luôn xem thế nào. Bấm vào đây mở luôn. Đấy được 100 này. Vì bên này là nó không được mấy. Không giống như cái hòm vàng với hòm bạc. Nó chỉ được 100 một thôi. Rồi. Ô, cái này được 300 coin. Đấy, rất là tuyệt vời. Đấy, chúng ta việc xem video hàng ngày thôi. Chúng ta xem video hàng ngày thì chúng ta đã được những cái sản phẩm như thế này rồi. Những cái phần quà như thế này rồi. Đấy. Tôi mới xem có một lúc mà đã được rất là nhiều phần quà. Từ cái phần quà, cái club coin này thì ta sẽ đổi ra cái tiền đô. Rồi, ta xem tiếp. Mở hết ra xem là được bao nhiêu. 100 này. Rồi còn 3 cái nữa. Ok, cái này được 300 này. Đấy. Cái này được 100 này. Đấy còn cái nữa. Mở luôn xem là được bao nhiêu. À, cái này được 100. Rồi, thế là ta đã được 7.300 club coin rồi. Cái này ta sẽ đổi ra đô cũng được nhé. Cái này là hiện tại thì có cái quy định đây. Một số cái để chúng ta đổi đây. Thì khi mà đủ tiền hoặc là chúng ta muốn đổi thì chúng ta sẽ đổi được. Đây là 4.000 club coin thì chúng ta sẽ đổi được 4 cái thùng này. 4 cái họ 10 cái hòm này. Hoặc là 10.000 sẽ đổi được là 10 cái hòm này. Hôm trước là có một cái chương trình là khuyến mãi, cho nên là 10.000 club coin thì chúng ta sẽ đổi được 1 đô. Nhưng mà cái chương trình đấy đã hết rồi. Thì chúng ta sẽ chờ đợi những cái chương trình mà khuyến mãi khác. Thì ở đây các bạn chú ý là khi mà đã cài đặt xong rồi thì các bạn nhớ nhá. Chúng ta ở thấy ở trên cái góc phải trên này này, bắt đầu cài đặt xong là các bạn phải bấm vào cái chữ Zido mới trên đây. Để chúng ta nhập cái mã của chúng tôi vào. Tức là cái mã này
chúng ta nhớ là phải nhập này, là đây là 5 này, Y này, B, S, Y, G, 7, W này. Đấy, chúng ta nhớ là chúng ta phải nhập cái mã này vào thì chúng ta sẽ được là 1 đô tiền thưởng nhé. Còn nếu các bạn không nhập là các bạn sẽ không có đâu, mà để lâu không nhập là các bạn cũng không có cái tiền thưởng này đâu. Cho nên là cái này khi mà đăng ký xong là các bạn phải nhập luôn cái mã này vào, mã random này vào, sau đó bấm vào từ random đây thì các bạn sẽ được 1 đô tiền thưởng. Đấy. Quan trọng là cái vấn đề cái chỗ đó. Các bạn chú ý là phải làm ngay cái việc này. Còn ở dưới này còn có một số các ô này chưa đến lúc mở, cho nên khi nào đến cái phần đủ điều kiện mở thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn mở tiếp để các bạn kiếm tiền. Còn bên này các bạn chú ý, các bạn cứ xem video nhé. Xem video là chúng ta sẽ được các cái hòm riêng báu, như thế là chúng ta sẽ mở thôi. Và chúng ta sẽ kiếm tiền giống như cái chương trình mà tôi đã đang làm ở đây. Rồi, đấy là cái cách kiếm tiền cực kỳ đơn giản của cái chương trình này. Và trong cái video hôm trước thì tôi cũng đã nói với các bạn rồi, cách thứ hai là chúng ta đi chia sẻ với mọi người. Ngoài cái việc mà chúng ta kiếm tiền từ cái video đây ra thì ta sẽ đi chia sẻ với mọi người. Đấy, nên các bạn thấy là tôi được rất nhiều các cái phần quà khi mà xem video, đã đối lại là được rất nhiều các cái club coin ở trên này, đúng không? Cách thứ hai là chúng ta sẽ vào cái chữ cái phần hòm riêng báu ở đây. Chúng ta nhìn trên này nó cứ thử free, chúng ta bấm vào đây, chúng ta sẽ thấy được là cái link để chúng ta đi chia sẻ. Nhìn bên góc phải này, có cái chữ More này, bấm vào đây này. Nói lại một lần nữa để các bạn biết này. Chúng ta sang cái phía bên này. Đây, sao chép vào khay nhớ tạm thời đây. Bấm vào đây. Rồi sau đó là chúng ta đưa ra ngoài trình duyệt, chúng ta dán. Chúng ta bấm giữ vào đây thì nó thể hiện link chữ dán, chúng ta dán vào. Đây cái là cái đường link để tải cái ứng dụng này. Và chúng ta bấm Enter thì chúng ta sẽ thấy được ngoài cái đường link đấy ra thì còn có một cái mã di động nữa, mã di động đây, 5IBSIG7W. Chúng ta copy lấy cái mã này, khi mà người khác đăng ký điền cái mã này vào thì chúng ta cũng sẽ được một cái hòm riêng báu, và người đăng ký thì người ta sẽ được 1 đô tiền thưởng. Đấy, rất là tuyệt vời. Tức là các bạn đăng ký thì các bạn được 1 đô tiền thưởng, còn tôi chỉ được một cái hòm riêng báu, còn mở ra thì chúng tôi sẽ được nhiều các cái lợi ích trong cái hòm riêng báu đấy. Thì trong video này hướng dẫn với các bạn một số cái cách kiếm tiền như thế đối với cái chương trình này. Đấy, thì video này hướng dẫn các bạn một số cái cách để kiếm tiền với video và nhận thưởng từ cái hòm riêng báu, rất là tuyệt vời, rất là nhiều phần thưởng. Đấy, những bạn nào bây giờ mà còn chưa cài đặt thì các bạn cài đặt đi, bởi vì cài đặt cái ứng dụng này các bạn không phải mất một cái gì cả mà các bạn vẫn cứ được tiền. Và cái tiền này ta sẽ rút về PayPal nha các bạn nhé. Bạn nào mà chưa biết tạo cái ví PayPal, cái tài khoản PayPal thì các bạn tạo ngay tài khoản ví PayPal. Nếu còn chưa biết tạo thì các bạn comment ở dưới, tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách để tạo cái tài khoản này, và ta sẽ liên kết với ngân hàng để rút về cái tài khoản ngân hàng của chúng ta. Ok, và video sau chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách để chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn và rút về cái tài khoản ngân hàng của chúng ta. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi nhé.